Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay là ngày 6 tháng 9 năm 2019 và bây giờ cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và lời đầu tiên cho mình gửi lời chào tất cả các bạn đã đăng ký kênh YouTube và ủng hộ sản phẩm mình trong suốt thời gian qua. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu và thanh lý cho các bạn. Và sản phẩm đầu tiên mình giới thiệu cho các bạn là chiếc iPhone 4S. iPhone 4S nhé. Mình giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 4S. Hôm nay nhà mình về được tiếp tục 5 cây nhé. Nói chung là mình bán những cái máy này để phục vụ các bạn thôi. Nói chung là những cái dòng này thì không lãi lời được bao nhiêu các bạn nhé. Về 5 cây màu trắng nhé. Và hình thức đẹp từ 90 đến 95%. Và sản phẩm iPhone 4S thì bên mình đang thanh lý với giá là 600k. Bên mình thì thanh lý với giá 600k các bạn nhé. Các bạn nào thích sản phẩm iPhone 4S, một cái máy nhỏ gọn ví dụ tặng cho bố mẹ ông bà, hoặc là các bạn thích một cái máy phụ nghe gọi thêm, hoặc đơn giản ví dụ như ở các bạn nhà các bạn mà có trẻ nhỏ, các bạn có thể là mua tặng cho trẻ nhỏ cũng được nhé, đi học cầm một con máy đi đường rất là tiện nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 4S các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhé. Những các bạn nào đã chốt hàng bên mình rồi mà mình chưa có hàng ship cho các bạn thì mong các bạn đi lại giúp mình nhé, mình sẽ ship hàng cho các bạn nhé. Đây nhà mình có 5 cây nha. Và hình thức mua hàng bên mình thì có hai hình thức. Một là các bạn nào đã tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn có thể chọn hình thức là nhận chuyển khoản trước. Và thứ hai, hình thức các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình ấy, thì các bạn có thể chọn hình thức là nhận hàng thanh toán. Nhưng mà như hình thức nhận hàng thanh toán thì các bạn phải cọc phí ship cho mình nhé, 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Và bên mình thì có ship 3 miền nên các bạn yên tâm. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay em giới thiệu các bạn là chiếc Samsung A5 2016, hình thức là máy đẹp keng các bạn nhé, máy màu xanh ngọc đẹp keng nhé. Và con này thì máy tình trạng là bị mất vân tay nha các bạn nhé. Còn A5 2016 này, sorry các bạn là còn A5 2017 nhé, A5 2017. Còn máy con này là tình trạng bị mất máy zin, hàn zin nhưng mà bị mất vân tay nhé. Chắc là khách bấm cái gì mà mất vân tay. Và mình sẽ cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A5 rất là tuyệt vời nhé. Mình sẽ test thử qua cái phần nghe nhạc của con này cho các bạn xem nhé. Nói chung là loa Samsung nó xem là tốc độ như nào nhé. Không có. Các bạn nghe thử nhạc Samsung cho nó ok không nhé. Nói chung là loa Samsung rất là tuyệt vời các bạn. Bằng một xanh ngọc rất đẹp đấy, một loa này thì nghe rất hay các bạn đấy, màn hình rất là sắc nét. Nói chung màn hình Samsung thì các bạn khỏi chê đấy, rất là trong, rất là tuyệt vời ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A5 2017, tình trạng là máy bị mất vân tay nhé, hôm thì vẫn bấm bình thường mất vân tay nhé, thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá 2 triệu đồng nhé. Các bạn tại vì bản hàn về Việt Nam mình là phải muốn dùng 2 sim thì phải lên 2 sim nhé. Tại vì con này thì là đang chạy 1 sim nhé. Các bạn nào mà muốn dùng 2 sim thì các bạn có thể là đi chạy lên 2 sim nhé. Thoải mái, con này thì chạy lên 2 sim thoải mái nhỉ. Nói chung là các bạn máy hàn thì các bạn biết rồi. Máy hàn rất là thích nhé, rất là phê các bạn nhé. Và sản phẩm là tiếp theo buổi tối ngày này giới thiệu các bạn chiếc Samsung A5 2017 tiếp nhé. Con máy này màu đen các bạn nhé, cũng là máy hàn màu đen các bạn nhé, màu đen bóng nhé. Hình thức con này đẹp 90% các bạn nhé, chấm mất tí này. Hình thức con này đẹp 90%, máy zin đen nguyên bản nhé. Con này thì màu đen bóng nhé, thì con này hình thức là đẹp 90%, 90% ấy, thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là cũng là 2 triệu nhé. Mình sẽ thanh lý con 90% này bằng mấy con đẹp keng này nhé các bạn nhé. Nhưng mà con này thì bị mất vân tay. Và con này thì mình là máy tất cả là bình thường hết nhé. Thì tình trạng mỗi tình trạng gì nhỉ? Hình thức là đẹp 90% nhé. Chỉ bị phải một tí đấy các bạn nhé. Thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm là Samsung A5 2017 nhé, các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhé. Máy màu đen bóng rất đẹp nhé, máy màu xanh ngọc rất đẹp ạ. Đấy, giá rất là vừa tiền túi tiền các bạn nhé. Nói chung con này không to quá, không nhỏ quá nhé, dùng rất là ok nhé.
phẩm tiếp theo buổi tối ngày này giới thiệu các bạn là chiếc Samsung J7 Pro. J7 Pro thì nhà mình tiếp tục là có 3 chiếc nhé. Samsung J7 Pro đấy. Là nhà mình hôm nay thì có 3 chiếc. Một chiếc màu xanh ngọc và một chiếc hai chiếc màu gold nhé. Và sản phẩm Samsung J7 Pro thì bên mình nó thành lý với giá là hơn 2 triệu đồng nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung J7 Pro này nhé, các bạn nên tải hàng mình là sớm nhất nhé. Hai con này thì đẹp nhé, 97-98% các bạn luôn nhé. Máy vỏ gồn rất là đẹp. Đây là con này mới màu xanh các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung J7 Pro, các bạn nên tải hàng mình là sớm nhất nhé. Bên mình thì thường bắt đầu làm việc từ 7 giờ sáng. Các bạn gọi mà gọi sớm quá thì mình sẽ không nghe máy được nhé. Nên là các bạn thông cảm cho mình nhé. Tại vì lúc bây giờ thì mình đang ngủ mà. Và thường mình bắt đầu từ 7 giờ sáng và đến tận 10 giờ đêm các bạn nhé. Và bên mình cũng có nhận là giao lưu trao đổi điện thoại cũ mới. Ví dụ các bạn nào đang sử dụng iPhone, thích sang Samsung ấy, thì các bạn có thể là gọi điện cho mình. Và hình thức là các bạn máy nào muốn đổi thì các bạn có thể là đổi nhé, đổi cho mình nhé. Thì mình sẽ ước lượng với giá coi như là ok nhất. Thì các bạn ok nhất thì các bạn đồng ý thì các bạn gửi máy cho mình nhé. Dạo này thì mình cũng đổi hay cũng hay đổi nhé. Nhưng mà mình ít khi quay lên đây. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Xiaomi Note 1S. Và sản phẩm Mi Note 1S thì hôm nay nhà mình về được hai chiếc màu trắng các bạn nhé. Mi Note 1S này thì cấu hình con này là RAM 2GB, bộ nhớ 16GB các bạn nhé. Và sản phẩm Mi Note 1S thì bên mình đang chiên khách hàng với giá là 1 triệu đồng. Đây, con này được trang bị là với màn hình là 5.5 inch, màn hình rất là to nhé, dùng là rất là thích nhé, với viên pin là 3500, dùng rất là tuyệt vời nhé. Bạn nào thích sản phẩm Xiaomi Note 1S thì các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhé. Con này là hai sim hai sóng, có hỗ trợ 4G các bạn nhé. Nói chung là rất là vừa túi tiền với dân học sinh này, lao động này, và nói chung là dân điều kiện thấp nhé, thu nhập thấp rất là ok ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 6s Plus. iPhone 6s Plus thì con này là hình thức con này đẹp 90% nhé, này. Phải này, đấy. Học khách dùng không được đẹp được, đấy. Phải này, 6s Plus màu hồng này nhé. Con này là bản là gì nhỉ? Con này là bản Mỹ nhé. Con này là bản Mỹ 16GB nhé. Và 6S Plus màu hồng này thì bên mình đang thanh lý với giá là 3.600.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6S Plus màu hồng này nhé, các bạn nên tải hàng mình sớm nhất nhé. Con này hình thức vân chân vân tay đầy đủ nhé. Nói chung là máy nhà mình toàn máy quốc tế hết nhé. Đấy, máy quốc tế hết nhé. Và con này hình thức là đẹp 90%, bị phải mất cần mất đôi chỗ nữa nhé. Và con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 3.600.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6s Plus này nhé, các bạn nên tải hàng của mình sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 6s Plus. Và hình thức con này là đẹp 97%. iPhone 6s Plus. Và con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 3.800.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6s Plus mà 97% này, các bạn nên tải hàng của mình sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 3.800.000 các bạn nhé. Con này cũng là bản 16GB các bạn nhé. Con này cũng là bản Mỹ 16GB các bạn nhé. Đấy, máy màu gold rất đẹp các bạn nhé. Nói chung là rất nhiều máy thanh lý cho các bạn ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 5S. iPhone 5S thì hôm nay mình vừa mới thâu lại khách. Con này hình thức còn đẹp khoảng độ 95%. Và sản phẩm iPhone 5S này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.400.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 5S này nhé, con này bản 16GB các bạn nhé, thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.400.000 nhé. Đây, 5S màu trắng các bạn nhé, con này màu trắng nhé. Bên mình thường là chốt đơn vào buổi phát video buổi tối và chốt đơn buổi sáng ấy, thì cứ mong các bạn là chốt đơn vào buổi sáng giúp mình nhé. Còn buổi chiều buổi tối thì mình phải hôm sau mình ship được cho các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối nghe giới thiệu các bạn là chiếc Vivo V5S nhé. Con này là Vivo V5S và cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB. Và con này thì bên mình thanh lý với giá là 1.600.000 nhé.
con này vừa hôm nay mới lượm lại của khách, con này hình thức còn đẹp 85% các bạn nhé, hình thức còn 85%. Và sản phẩm Vivo V5S này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.600.000, cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB nhé. Con này có nút home như kiểu nó giống con F1S này các bạn nhé. Bên mình thanh lý với giá là 1.600.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Vivo V5S này nhé, bạn nhận thấy hàng mình là sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày thì giới thiệu các bạn là chiếc Sony Xperia. Xperia thì nhà mình còn một chiếc màu hồng đấy nhé. Và sản phẩm Sony Xperia này thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 1 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Sony Xperia này nhé, các bạn nên cài hàng mình là sớm nhất nhé. Đây, máy rất đẹp nhé. Mình cũng đang dùng một con Sony Xperia đây, cũng rất là tuyệt vời nhé, rất là ok nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày này giới thiệu các bạn là chiếc Samsung J7. Con này là Samsung J7 cộng nhé. J7 cộng này, hình thức con này đẹp 90%, hơi dần dần thì. Và sản phẩm Samsung J7 cộng này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.600.000, và cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB nhé. 2.600.000 các bạn nhé, hình thức bị phẩy phẩy một đôi chỗ nhé. Hôm nay mình vừa mới lượm lại của khách xong. Và con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.600.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung J7 cộng thì các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc, hôm nay mình vừa về chiếc con Oppo A1K nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A1K này các bạn nhanh tay hàng sớm nhất nhé. Và cấu hình con này là RAM 4GB, RAM 2GB, bộ nhớ là 32GB nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A1K này các bạn nên thay hàng mình sớm nhất nhé. Con này máy màu đen nhé, rất là hình thức rất là đẹp nhé. Và sản phẩm Oppo A1K này thì bên mình đã thanh lý với giá là 2.200.000 các bạn nhé. Đây, dòng Oppo các bạn dùng rất thích nhé, Oppo A1K đấy. Con này thì mình chưa chuyển ngôn ngữ, đây thì mình sẽ về thông số các bạn nhé. Cho nên mình chưa tìm được ngôn ngữ ở đâu, mình sẽ thêm cái phần thông số các bạn. Sản phẩm Oppo cũng khá là ok nhé, nói chung Oppo thì ở chỗ mình cũng dùng khá là nhiều luôn các bạn. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A1K này nhé, các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là trước nay về là chiếc Oppo A33 nhé. A33 thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A33 này nhé, các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhé. Con này thì mình vừa mới về ngày hôm nay xong. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1 triệu đồng. Hình thức con này phải đẹp đến 95% các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A33 này nhé, các bạn nên tay hàng mình là sớm nhất nhé. Con này bên mình thanh lý với giá là 1 triệu đồng các bạn nhé. Và buổi tối ngày nay thì nhà mình ở đây thì mình có một con nữa cuối cùng đây, mình quên mất con này. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc Redmi C2 Pro. Từ từ để lên rồi mình xem nhé. Hôm nay mình vừa mới thâu lại con này của khách xong. Hình thức con này đẹp 90% nhé. Nó phải đến nói chung con này phải đến 93-94. Mặt lưng thì hơi phải phẩy một chút nhé. Con này vừa mình về được con này xong. Nói chung là con nào mình nhập được giá hời thì mình sẽ thanh lý cho các bạn là giá ok hời nhất nhé. Đây, và con này thì mình quên mất tên của nó rồi. Đây. Con này Redmi 2 Pro. Cấu hình con này RAM 4GB. RAM 4GB, bộ nhớ 64GB các bạn nhé. RAM 6GB nhé, sorry các bạn, là RAM 64GB, bộ nhớ là 64GB nhé. Và sản phẩm Redmi 2 Pro này thì bên mình đã thanh lý với giá là 3.100.000 các bạn nhé. Đây, máy viền rất đẹp các bạn nhé. Thì con này bên mình đã thanh lý với giá là 3.100.000 các bạn nhé. Mặt lưng thì hơi phải phẩy một chút ạ. Bạn nào thích sản phẩm Redmi 2 Pro này nhé,
cấu hình con này là RAM 6GB, bộ nhớ là 64GB, rất là khủng nhá. Thì các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhá. Và con này thì bên mình đang thường với giá là 3.100.000 các bạn nhá. Đấy, máy rất là đẹp nhá. Đi này rất là ok nhá. Và buổi tối ngày nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu và thanh lý cho các bạn. Thì các bạn xem video của mình thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube, bật chuông thông báo. Và có những video gì là mới nhất thì các bạn có thể là được xem đầu tiên. Và các bạn được chốt sản phẩm mình đầu tiên. Thì các bạn muộn quá thì mình sẽ chốt hết cho các bạn nhé. Và bây giờ thì mình cũng xin dừng clip ở đây. Và chúc tất cả các bạn đang xem video của mình một buổi tối ngủ ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc nhé. Xin chào tất cả các bạn nhé.